Xin chào ông bà cô chú đi. Xin chào con bà con Cái chú. đầu gì bữa nay nó như ủ hoài vậy trời, tối qua mới gọi đầu xong nè, rồi rồi ngủ mà sáng ra sao nó xè ra quá trời vậy đây nè. Nè, chị biết là bây giờ là chị gặp ba là sẽ không gặp ba nữa đó, ngày hôm nay đó. Hôm nay chị gặp ba là ba sẽ đi tới thứ ba lần đó, mẹ ba mới về đó nha. Ba đi thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật, thứ hai, thứ ba, 5 ngày. Chị buồn hay chị vui? Chị có buồn không? Có buồn không? Cái lỗ mũi bự vậy. Cái lỗ mũi bự dữ dằn vậy trời. Ừ, chị nó không buồn. Nó định nói là nó buồn nhưng mà nó đang suy nghĩ trong đầu nó luôn nè. Nó đang định nói nó buồn nhưng mà suy nghĩ trong đầu nó là tối nay được ngủ với mẹ nè. Cho nên vui quá nè. Xin chào con bà câu chú. Mẹ ơi, anh ba ơi, đi làm. Ba đi chơi. Anh em ba đi chơi. Đi thì làm, anh em đi chơi. Cái đó cháu làm rồi mọi người, ba chơi bây giờ sẽ đi về làm việc một chút, 1 giờ chiều rồi đi sân bay rồi. Chiều nay là Kim sẽ tự đi xe bus đến đón chị hết mọi người. Trời nắng mấy ngày hôm nay mưa nữa rồi. Mưa ướt nhẹp luôn rồi. Đâu no đẹp. Không đẹp, không đẹp, không tốt rồi. Trời mưa, mới sáng sớm là mưa lạnh lẽo rồi bà cô chú ơi. Mày Kim có đem áo mưa nè, áo mưa cho Chi với lại có dù nữa. Chiều đi đón Chi không bị ướt ha mọi người. Chi đi học về rồi nè ông bà cô chú ơi. Thôi đừng đứng dơ con à. Đi về lẹ ăn uống thay đồ rồi đi chim nát thịt nữa. Hôm nay ba chị đi rồi cho nên là hai mẹ con phải tự đi. Đặt Uber đi hả mọi người. Movie night. Ok. Chị nói tối nay mình xem phim được không mẹ? Giống như là movie night là một đêm xem phim nè. Ăn cái gì bắp rang nè. Con lạnh hả? Đưa đây mẹ kéo cho. Ở đây. Đi à? Ở đây con à. Được rồi đó hả? Giỏi vậy ta. Thôi đi đường này cho lẹ đi, đừng tắt vô đây đi. Đi qua đây nè. Tự nhiên được có mấy ngày nắng hà. Xong ngày bữa nay trời âm u mà gió lạnh lắm mọi người. Ở bên này gió là nó lồng vô cái lỗ tai mình, nó lạnh, nó đau cái lỗ tai Kim. Cái lỗ tai Kim mà gió với lạnh là đau lắm. Hả? Xin chào ông bà cô chú, chị đi học về. Xin chào con bà cô chú, đi học về rồi. Chị đi học về rồi nè ông bà cô chú. Bây giờ là 4 giờ 5 rồi mọi người, Kim sẽ làm một cái gì đó cho chị ăn. Ăn bánh thôi mọi người. Ăn bánh nhẹ xong rồi 4 giờ 45 sẽ đi học gymnastics. Là học đến 6 giờ 15. Về tới nhà chắc hơn 6 giờ rưỡi đó. Kim bây giờ Kim đang nấu cháo gà nè. Rồi một chút cũng đi về ăn cháo gà ha cô chú anh chị. Cái này Kim thấy người ta để là bánh plan nè, bánh plan strawberry. Mà không biết có giống bánh plan của Việt Nam mình không. Chắc là không giống bánh plan Việt Nam. Cái này là 4 đồng, là khoảng 120 ngàn ha mọi người. Chị giờ nhìn ngon chứ nè chứ nè. Nhìn đẹp quá à, ngon mà không biết ăn có ngon không. Người ta cắt ra. Nửa cái mọi người, còn nửa cái bỏ tủ lạnh.
Rồi để xích qua mình để này lên cho nè. Mấy cái nĩa kìa con, không thấy mày để nĩa cho chi hả? Còn tay cầm nĩa, tay cầm muỗng coi. Cái bánh này lần đầu tiên Kim ăn luôn, nó Kim thấy để bánh lăn. Nhưng mà thật ra là bên trong nó không có giống như bánh lăn của Việt Nam mình hết mọi người. Chứ lạnh hả? Hả? Cái vỏ bánh ở ngoài nó giòn giòn. Cái này có một cái lớp gì nữa Kim cũng không biết nữa. Trời ơi, một cái ngày mùa đông, ủa bà, một cái ngày mùa hè mà em Chí mặc cái áo mùa đông kìa, ông bà cô chú ơi, lạnh lắm hả chị? Ngọt vừa chứ không ngọt quá mọi người. Cái lớp bánh ở trên đây nè, người ta đổ một lớp giống như lớp rau câu vậy đó, trong trong mà nó cũng hơi sánh sánh nè ha. Này giống như là một cái lớp mứt dâu của chú anh chị, mà có cái bột gelatin hay gì đó, nó rất là trong nè, mà nó nhìn nó bóng bẩy, nó đẹp hay chưa. Rồi có trang trí dầu tươi ở trên, ngon quá mọi người. Chào mừng cô chú ơi. Em chào cùng bà cô chú. Em Chi lúc nãy không ăn hết cái bánh kia rồi cô chú chị. Bây giờ ăn thêm cái bánh donut nữa nè. Tóc bây giờ đã mứt rượt rồi nè. Làm tóc thì gọn ghẽ lên hả chị ha. Lên mẹ con đi taxi. Chị thích đi taxi hay thích đi xe ba chở? Taxi. Ủa, xe ba chở chứ. Xe ba chở có ghế của chị ngồi đó. No. I be girl chairs. Chị đi đâu? Ừ, chị đi sinh nhật bạn nè bà cô chú, bạn học của chị ha. Đi đến một cái chỗ đó giống như là cái chỗ shop play, là cái chỗ khu vui chơi trẻ. Khu vui chơi cho trẻ em đó mọi người. Taxi đến đây nè, hai mẹ con đang đặt taxi. Rồi đi thôi chị, let's go. Hello cô chú anh chị, hôm nay Kim dọn dẹp mấy cái đồ mà Kim mua hả mọi người. Hôm bữa đi shopping với ba Chi đó. Hôm nay thì ba Chi đã đi Spain rồi, đã đi Tây Ban Nha đó, đi với anh hai của Chi. Thì hôm nay cuối tuần mọi người, cuối tuần thì ba Chi đi thì Kim không có đi làm. Sáng nay dẫn em Chi đi ăn tiệc sinh nhật của bạn rồi. Bây giờ có thời gian thì nửa ngày của thứ bảy này nè, Kim sẽ dọn dẹp những cái đồ này hả cô chú anh chị. Kim mua những cái hộp này đựng đồ để vô tủ nè mọi người. Có mua mấy cái đồ nhựa là để cái đồ không có thấm nước được đó. Mấy cái này mình mua về mình phải lắp ráp lại hết nè. Hôm nay Kim sẽ lắp ráp những cái này. Những cái này đan lát này giống như cọng lục bình đó. Với lại dây bằng cái gì, dây lát hay dây gì đó. Dây mà người ta đang giỏng, đang gì đó, đang chiếu gì đó mọi người. Cái này giống như mấy cái cọng lục bình ở dưới quê Kim, ở dưới miền Tây người ta hay làm. Ta đan cái này đan kia nè, ta phơi khô đó. Người ta đang nó mà bán rất là mắc ha cô chú anh chị. Kim có cái này là hai cái vỉ, hai cái mâm gì đó để trong lò nướng đó mọi người. Mình mua thêm ở trong lò nướng, khi mà mình mua lò nướng á là người ta có rồi nhưng mà mình muốn mua thêm đó. Cái này là giống như cái rế vậy đó, để lót bàn ăn đó cô chú anh chị. Cái này Kim cũng thấy người ta đang giống như bằng cọng lục bình luôn nè. Lúc trước là Kim có 6 cái rồi, nhưng mà khi mà về Việt Nam á là Kim đem về Việt Nam 3 cái cho ba Kim xài. Ba Kim nói là giống như là cái gì, đem củi về rừng. Xong bây giờ Kim phải mua thêm 3 cái nữa. Này để lót như đây để đồ ăn nè mọi người. Để dĩa,
dĩa đồ ăn của mình á, vớt để trên bàn ăn ha, tại vì cái bàn ăn của mình bằng gỗ thì mình không có muốn để đồ ăn nóng lên gỗ. Ba cái này với đây là cái thớt. Cái thớt này giống như cái ghế ngồi của quê của Kim, ngày xưa Kim nhớ mẹ Kim hay ngồi cái ghế này nè để chặt củi dừa. Dưới quê Kim là Bến Tre mà quê xứ dừa đó, là ngày xưa không có bếp ga, không có bếp điện đó, thì nấu bằng bếp củi, củi lá dừa luôn đó mọi người. Là hay ngồi cái ghế này chặt củi nè, hay là ngồi cái ghế này ở ngoài sàn nước đó. Ở dưới quê gọi là sàn nước mà cái chỗ mà có giếng nước với mình ngồi rửa chén rửa rau gì đó. Nó là ngồi cái ghế này. Bây giờ thì Kim thấy người ta có nhiều ghế nhựa ha, nhưng mà cái này mua về ngồi cũng rất là đẹp. Bây giờ cái này sử dụng giống như là một cái thớt, Kim thấy cũng rất là tiện nghi luôn đó. Cái này cũng hay nè, cái thớt Kim ví dụ như thế này là cái thớt đi. Xong cái khi mình cắt rau đây nè, cắt rau cắt thịt đây nè, cắt xong để xuống đây luôn, lùa xuống đây và bưng đi, rất là tiện luôn mọi người. Kim rất là thích luôn nè. Cái này làm bằng gỗ gì Kim không biết, mà có mùi thơm nhẹ nhẹ của gỗ, sạch sẽ ha. Để khi mà nhà bếp của Kim hoàn thiện hết á, Kim sẽ review cái nhà bếp của Kim kỹ hơn, là những cái ngăn tủ của Kim, Kim đã sắp xếp đồ như thế nào mọi người. Đây bây giờ mỗi cái xong mình sẽ dẹp vô. Kim mua rất là nhiều những cái hộp luôn, những cái hộp giỏ này là về ship hết, Kim mua cả chục cái luôn đó. Tất cả là đều đan lát, cái này là từ Việt Nam hết đó. Kim thấy cái này xuất xứ là made in Việt Nam nè mọi người, tất cả đều là made in Việt Nam hết. Ở Việt Nam Kim không biết là người ta làm xong người ta bán bao nhiêu một cái ha, nhưng mà qua đây Kim mua một cái này nè là 13 hay 15 bảng Anh thì Kim quên rồi. 13 bảng Anh đi là 390.000. Còn nếu 15 bảng Anh nó là tới 450 lần. Kim sẽ xem lại cái bill. Cái bill. 13 bảng Anh ha mọi người, 13 bảng Anh một cái này là khoảng 390.000 ha. Với lại ba cái giỏ to, ba cái rổ to. Hai cái rổ này. Cái này là đan bằng trúc nè, tre trúc gì đó, là 15.000 một cái, 15 đồng một cái là 450 một cái này, hai cái. Với lại một cái giỏ này mà loại bự nè là 15 đồng, còn cái loại này nhỏ là 13 đồng. Đó. Cái này một chút nữa Kim sẽ ship, Kim sẽ lắp ráp vô. Này bỏ qua bên đây trước đi. Hôm nay mà lắp ráp hết cái này cũng mất thời gian đó mọi người. Không tốn. Tốn thời gian dữ lắm á. Đây Kim có cái hộp này nữa nè. Cái này bằng thủy tinh ha. Cái thủy tinh này Kim sẽ để mì ý nè. Để mì ý vô trong đây. Người ta có tặng thêm cho mình một cái ron nữa nè. Ơi không, cái này không phải tặng, mà này chưa có ron, mình phải tự bỏ cái ron này vô để ăn cái gì không có bị gọi là sao ta, kín đó, làm cho kín hơi đó. Đó lúc này ê chà. Cái hộp này là Kim sẽ để mì ý ha cô chú anh chị. Để cho máy rửa chén được nhưng mà không nóng quá 50 độ C ha. Và có thể đựng được nước đến 100 độ C luôn. Đựng nước trong đây là nước nóng 100 độ C được đó. Cái hộp này là cái hộp ngắn hơn. Thì Kim mua Kim để nuôi. Mấy cái con nuôi á. Con nuôi. Đó. Trong đây cũng có thêm một cái này nữa nè. Ở đây chút Kim sẽ gắn sau.
Còn cái hũ này rất là đẹp luôn. Cái hũ này Kim sẽ để bánh quy hả mọi người. Đây, cuối cùng là Kim mua những cái này nè. À, lúc mà Kim chọn đó, không biết ai mà có ai mà xem cái video mà Kim đi mua đồ á, là Kim chọn cái móc mà máng á là nó bằng vàng ha. Thì cái đó mình phải Tony nói là phải có ốc vít gì đó dặn vô thì nó mới dính được. Cuối cùng là Kim mua cái này dán bằng băng keo, dán băng keo vô thì có thể móc được đồ vô trong đây. Để lúc Kim làm Kim sẽ quay sau. Lúc Kim đi Kim mang thêm cái thước đo nè. Tại vì Kim đo từng cái học tủ của Kim á, chiều dài, chiều rộng, chiều cao gì đó bao nhiêu, để Kim biết Kim mua những cái sọt đựng đồ đó canh cho để vừa cái tủ ha. Nó Kim đem theo cái thước này. Kim có mua hai cái rổ nhựa luôn. Ba chị nói không thích rổ nhựa, nhưng mà cuối cùng Kim mua hai cái là để đựng những cái đồ mà thấm nước đó, dễ ướt nước đó. Với lại cái này là để rửa bình nước nè. Bình nước hoặc là những cái này mà mình rửa bằng tay đó, mình có thể rửa sâu vô trong được. Lý do cái này không phải là Kim muốn mua cái ống hút đâu, mà Kim muốn mua cái đồ rửa, rửa cái ống hút nè. Đó là lại những cái bình nước mà chi đi học đó, cô chú anh chị. Có những cái ống hút bên trong đó mà người ta không có bán cái đồ rửa riêng, người ta phải bán kèm với cái bộ ống hút này nè. Thì cái bộ ống hút này Kim mua là 4 bản Anh, trong đây có 4 cái ống hút và một cái đồ rửa. Kim chủ yếu là lấy cái đồ rửa thôi. Nó là 4 bản Anh là khoảng 160.000. Thì Kim thấy cái đồ rửa này nè không phải là bằng nhựa mà nó giống như bằng bằng cái cọng gì đó, cái cọng cây, cọng trúc gì nè. Giống như là organic hả mọi người đó, Kim cần cái cây rửa này nè thôi nè. Đó. Là cuối cùng phải mua luôn một cái hộp này, nhưng mà lấy ống hút cũng được. Đây cũng là một cái giỏ đựng đồ, cái thùng đựng đồ nữa, nhưng mà nó giống như cái thùng cạc tông ở bên trong đó cô chú anh chị. Nó có một cái lớp thùng cạc tông, ở bên ngoài có một cái lớp vải nè, lớp vải mỏng đó. Cái này thì Kim đựng quần áo ha, đựng quần áo. Giống như bây giờ mùa hè rồi đó thì đựng quần áo hoặc là đựng khăn gì đó. Nó Kim mua hai cái hộp lớn. Cái này á, thì nó rẻ hơn cái kia rất là nhiều. Cái này bao nhiêu tiền đó, để Kim xem cái này chỉ có 2 đồng 50 một cái thôi, là khoảng 75.000 một cái này ha. Rẻ hơn cái kia rất là nhiều, cái kia tới một loại 390, nhưng loại 450, nhưng mà cái này có 75.000 một cái thôi cô chú anh chị. Và Kim được hai cái này. Này rất là gọn luôn, mở ra làm được cái giỏ này đó, không cần phải sắp xếp gì nhiều, cũng rất là lớn luôn nè, đựng được nhiều đồ ha. Cái này là cái gói này nè, cái miếng nệm này là để dưới ghế của Chi. Cái ghế mà lúc Kim có quay em Chi ngồi đó là Kim mua nó luôn. Với lại hai cái ghế cho nhà bếp này, chỗ cái quầy này. Nhưng mà ba Chi để trong cái ra xe rồi, ba Chi nói là để ba Chi về, ba Chi sẽ sắp xếp, sẽ lắp ráp chứ. Ba Chi không cho Kim ráp, giấu trong ra rồi. Đây có hai cái ghế ngồi nè, hai cái miếng để ghế ngồi. Cái miếng này có 5 đồng một cái thôi, là 150 một cái. Đó. Là hai cái ghế ngồi. Mình chỉ mua thêm móc nữa. Cái móc này 10 cái móc bằng nhựa thôi chú anh chị, móc bằng nhựa thì rất là rẻ luôn, 10 cái có 2 đồng là 60.000 10 cái. Kim mua 20 cái. Ở nhà Kim có móc gỗ đó, nhưng mà cái móc gỗ thì mọi người biết cái nó to, cái bảng to như vậy nè, nó rất là chiếm chỗ ở trong cái tủ đồ luôn. Tại vì cái bảng nó to thì nó sẽ chiếm nhiều chỗ, cho nên Kim mua cái móc này nè, sẽ nó nhỏ hơn, nó mỏng hơn, nhưng mà nó cũng rất là dày, rất là cứng ha, có thể máng được nhiều đồ luôn đó. Em mua thêm một cái kéo. Cái kéo này cũng không được tốt lắm mọi người, cái kéo này kéo dởm, ở trong đó không có bán những cái đồ tốt lắm, nhưng mà Kim thấy cũng rất là bén nè, có một đồng mấy một cái đó, chưa tới 60.000. Mọi người cứ tính một bản Anh đó là 30.000 ha, là nhân lên. Đó. Này cũng rửa luôn mới xài. Mua thêm một cái giỏ này nữa. Cái giỏ này để đi siêu thị đựng đồ. Cái giỏ này 30.000 một cái. Kim chuẩn bị Kim làm cái này xong đó, ngày mai Kim ship đồ ủi đồ nữa.
Ngày mai chủ nhật không biết là làm gì. Tại ba chị đi rồi, không có nhà. Cho nên cũng chưa có kế hoạch làm gì hết. Kim sẽ dành ngày chủ nhật xếp đồ, giặt đồ, xếp đồ, ủi đồ. Vẫn còn một đống đồ Kim chưa có xếp nữa. Tại mấy ngày nay Kim đi làm á, chưa có rảnh. Có ai nói làm ở nhà làm nội trợ sướng không mọi người? Kim thấy rất là cực luôn. Kim đi làm Kim thấy rất là khỏe, không có lo lắng gì hết trơn á. Nội làm cũng vui mà khỏe hơn là ở nhà làm nội trợ. Nhà làm nội trợ Kim thấy cực. Cứ làm suốt quần quật gì đó mà cứ lo là hôm nay không xong việc này, không xong việc kia đó, rất là cực mọi người. Những cái gói này nè, thứ ba ba chị về, tối thứ ba ba chị mới về tới là khoảng 8 giờ tối mới hạ cánh máy bay á. Nếu mà không có gì trục trặc hay là hạ cánh lúc 8 giờ tối, thì ba chị nói là ngày thứ tư ba chị làm việc tại nhà, thì sau khi giờ về làm việc á, ba chị sẽ tranh thủ ráp những cái ghế này. Cái gói này cũng có thể để cho máy giặt giặt nữa nè mọi người, có thể để cho máy giặt giặt luôn, chỉ không có ủi được ha. Cắt cái này ra luôn. Cái này thì tạm thời Kim để trong bao đi, tại vì cái ghế chưa có lắp ráp mình không cần mở ra. Đây Kim sẽ mở cái này ra rửa nè. Rửa trước khi sử dụng hả mọi người. Giữ hóa đơn này nè, mình có thể đem đồ tới trả được. Nhưng mà những cái gì Kim mua đó, Kim nghĩ là chắc không có trả đâu, xài luôn chứ không có trả. Cái này nè mọi người. Ô, cái này cũng không cần ráp gì, người ta ráp sẵn rồi đây, mình chỉ cần xếp lại là mở ra vậy thôi. Đó, mở ra vậy là xong rồi đó, xong rồi đặt cái miếng này vô cũng rất là dễ luôn. Tưởng đâu là Kim tưởng là phải tháo ráp hoặc cột cái gì vô nó cực, nhưng mà không, rất là dễ nè. Nó vậy là xong rồi đó, nó thơm cái mùi. Cô chú anh chị nào mà mọi người biết cái mùi mà giống như cái mùi cái này giống như là cái mùi cây cỏ khô á, thơm lắm. Nó được cái một cái hộp này nè, chút nữa Kim để đâu để cho mọi người xem, chút nữa Kim sẽ để đâu ha. Một cái rất là dễ luôn, bánh này ra là xong, bỏ vô đây. Đây nè cô chú anh chị, dưới đây nè có những cái móc này nè, cái này là cũng bằng kim loại ha, rất là chắc luôn. Những cái móc chỗ này nè là mình không sợ bị rớt ra, nó chỉ cần để cái này vô thôi là nó nằm ở ngay đây luôn, rất là dễ, rất là chắc chắn. Đây là cái loại lớn hơn nè, cái đó lúc nãy nhỏ là 13 đồng, cái loại lớn hơn này là 15 đồng, 450.000. Cái này thì đẹp hơn, rộng hơn. Tất cả đều rất là dễ lắp ráp. Đây. Đó. Cái này thì nó cao hơn, là nó vuông ha. Dưới đây nè, cũng có những cái móc này nè. Để xuống đây là xong. Xong, đẹp không mọi người? Nha, có quai sắt nè, đẹp không? Những khăn bếp Kim thường xếp lại như vậy nè, nó gọn á mọi người, dẹp vô nó sẽ không có bị xúc xổ hoặc là nó không bị đổ ngã ha. Nên là cái khăn chữ nhật, nếu mà khăn vuông á là mình dễ xếp nữa. Đó. Mình xếp lại giống như một cái hình vuông,
Lúc trước Kim cũng có làm một cái video rồi. Như vậy hăng xong rồi gấp cái chỗ này. Lật ra như vậy nè. Quẹo qua đây. Làm cho nó săn chắc vô ha. Đây. Bỏ vô giỏ đây. Là Kim hay xếp khăn chồng chồng như vậy nè. Đó. Là mình nhiều khi mình muốn lấy cái này, nhiều khi có cái khăn của mình có cái cũ cái mới. Cái mới thì mình muốn lau tay thôi hoặc là lau chén. Còn những cái khăn cũ mà mình muốn lau bàn á thì mình xếp như vậy nè, cái mỗi lần mình lấy á hoặc là mình để nhiều nhiều đóng quá đó thì mình không có gọn được, nhiều khi mình lấy cái nó đổ nó ngã ha, nhiều khi khăn nó cao quá mình để chồng vậy nè, nó đổ nó ngã. Cho nên là Kim lên mạng đó, Kim tìm xem cái video mà Kim xem là cách hướng dẫn xếp khăn là xếp như vậy nó gọn nè, Kim thấy áp dụng được ở trong nhà của mình đó. Cho nên là Kim đã áp dụng từ hồi đó tới bây giờ luôn đó mọi người. Đó. Cũng rất là nhanh luôn chứ không có tốn nhiều thời gian. Nó khi mà mình xếp quen rồi đó là rất là nhanh. 10 giây là xong một cái khăn. Rất là gọn luôn ha. Để như vậy nè. Nó không cần phải quá đẹp đâu, nhà mình xài mà. Rất là nhanh luôn. Cái này mình có thể áp dụng cho khăn lau mặt nè, khăn tắm cũng được nữa. Khăn tắm mà to đó, mình cũng làm như vậy cũng được luôn. Nhanh lắm mọi người. Nó không có cần phải hoàn hảo đâu. Nhanh ha. Lý do mà Kim ở nhà Kim dọn dẹp nó chậm là vậy. Nó xong. Vẫn còn khăn Kim chưa có giặt nữa. Nó gọn chưa? Để xếp qua bên đây cho nó đầy luôn. Đây hả mọi người? Rất là sạch đẹp, gọn đẹp đây. Không cần phải lo lắng. Mình có thể để nó nằm như vậy nè. Ở trong tủ nằm như vậy mình lấy. Hoặc là mình để như vậy, khi mình lấy thì mình kéo ra, Kim sẽ để vô tủ trong đó ha. Chị đói dữ rồi hả? Mày nè, em Chi hồi nãy ngồi đây đợi mẹ. Nấu ăn mà đói quá, ăn cơm nguội, ăn cơm không trước luôn rồi nè ông bà cô chú ơi. Vừa ngồi vừa chơi nè, mẹ dẹp này qua bên nha. Chút ăn xong rồi chơi. Rồi xong rồi đó chị ạ, nó kêu cái bông rồi đó. Xong rồi nè, giờ mới lấy nè. Kim hấp ngay chỗ này nè, gần ngay cửa sổ ha cô chú anh chị, cho nó thông hơi ra luôn. Tại vì bữa nay trời mưa, Kim không có mở cửa được. Rau ở trên, tôm ở dưới, mình hấp một lần được hai cái luôn nè. Cái này hấp bằng điện. Công nhận cái nồi điện này hấp tiện ghê luôn á cô chú anh chị. Hôm nay Chi ơi, tôm chín rồi. Từ sắp xong rồi con à. Hai mẹ con ăn 8 con tôm hấp. Tôm này to lắm cô chú anh chị. Đây. Em có đùi gà nướng cho anh Chi nữa nè. Nóng quá con, để mình lọt cho chị à. Có tôm mà chị nó chưa có xong gì hết trơn, là anh chị nó ăn cơm không hết trơn rồi đó. Mày nấu ăn hồi nãy giờ mày nóng luôn rồi nè. Hôm nay trời mưa đó cô chú anh chị. Lạnh ha, mưa từ hồi sáng đến giờ luôn. Mưa râm râm suốt lạnh. Em chị trong nhà em chị mặc áo ấm là cô và cô chú biết lạnh rồi đó. Tại em đâu có chịu ngồi yên một chỗ đâu. Lúc nào cũng vận động là nóng người, nhưng mà hôm nay em Chi lạnh là biết trời lạnh như thế nào rồi đó bà cô chú ơi.
Mẹ làm cái chén muối mà chấm. Má, chờ mẹ xíu không? Con muốn lọc tôm trước đúng không? Ăn đùi gà trước. Này mẹ để cái đùi gà qua đây cho. Chị gặm cái đùi gà trước đây. Rồi để mẹ lọc tôm cho chị. Mời ông bà cô chú ăn cơm chưa? Con mời ông bà cô chú ăn với con chưa? Mời ông bà cô chú con ăn. Ăn với con. Ăn với con nha. Ăn với con nha. Rồi, để mẹ xếp này lại cho. Nè nóng là chị cầm này cho nó không nóng mà nó đỡ dơ tay này, cầm đây. Rồi chị ăn giỏi đi. Mà cô chú anh chị nha. Về Việt Nam á, ăn tôm càng. Tôm càng xanh ở dưới quê kia mới rẻ mọi người, trăm mấy 200.000 ký. Ở bên này cái tôm này mình mua tôm đông lạnh nè. 15 đồng. Cái này mình mua shop shop tàu đó cô chú anh chị. Tôm này nè. Chứ mua ở trong siêu thị Tây không có bán tôm vỏ này ha. Siêu thị Tây chỉ bán cái tôm mà lọc vỏ sẵn đó. Cái đó bụng dữ lắm hả? Ăn rau đó đi con, bông cải đi con à. Chị, bông cải cho nó có vitamin healthy á chị. Nha. Cho cao lớn hay chứ em chi dạo này em chi lùng nhất cái trong lớp rồi đó. Phải chi lùng nhất trong lớp không? Nó chi nhỏ nhất trong lớp phải không? Phải không? Làm sao vậy? Lý do why? Mà bọn nó mấy nhiêu bọn mà chỉ chứ con đi mới sẽ thầm. Ăn cơm thêm không mẹ cho không mẹ ăn hết á. Hai mẹ con kia mà cầm tay trái. Kim cầm tay trái từ nhỏ luôn á. Hồi nhỏ Kim nhớ đi học ở quê Kim á, ngày xưa là ở Việt Nam mình là không có được cầm tay trái hay mọi người. Kim đi học lớp 1 á là bị cô á, Kim vẫn còn nhớ luôn, dùng cái cây thước và bằng cây á khẽ tay Kim suốt luôn, là Kim chuyển qua tay phải. Là bây giờ Kim viết tay phải, còn bất cứ những cái gì á là Kim làm tay trái hết. Bây giờ Kim trang điểm á, Kim có thể vẽ bằng hai tay luôn, tay phải và tay trái. Hai bên Kim vẽ chân mày một lượt luôn cũng được, dễ mắt đó mọi người. Kim làm được hai tay. Mà hả? Thì có cái chuyện này ở trường. No. So what's your school about? About English. About English. You already know English. Bông cải nè con à. Bông cải nó có vitamin nha. Có nhiều vitamin hơn là chỉ ăn vitamin buổi sáng nữa đó. Thịt gà ngon không? Kim thèm bánh xèo mọi người. Kim chưa thích ăn bánh xèo đúng không? Kim ăn bánh xèo không? Kim muốn chiên bánh xèo. Nhưng mà cái bếp điện nhà Kim á, người ta chưa có gắn cái bếp điện nữa. Cái bếp để đó thôi nhưng mà chưa xài được, cho nên là chưa có làm gì được hết.
Đợi cho ngày người ta làm xong thì mình xẻ cho chị ăn. Mà đi cứ hấp tóc taste of it. Làm gói cuốn nữa, gói cuốn tôm thịt nè, mà kiểu như không có rau thơm mọi người, không có rau thơm làm gói cuốn không ngon, không có rau thơm mới ngon. Bữa nào kem đi shop Việt Nam kem mua rau thơm vậy làm gói cuốn. Bông cải nữa nha con nha. Nha. Bông cải á. Chị biết bông cải là gì không? Hả? Broccoli. Giờ này Kim có bụng mỡ rồi. Mà ít cơm thôi. Ngon. Chứ nhìn chứ không vui vậy, chán rồi quá rồi. Chứ nóng vậy. Có bệnh không? Không nóng. Cái này mày đọc chuyện nghe chị ha. Chị muốn coi chuyện nào? Cái bảo là okay. I think I should do whatever. You can have two books if you want. Ăn xong rồi ông bà cô chú ơi, bây giờ dọn dẹp, dọn rửa. À, Nga lại đi con. Nga là mẹ bưng dọn nè. À, Nga là mẹ bưng dọn. Còn một cục bông cải này ăn cho hết luôn. À. Ăn cơm rồi nè ông bà cô chú ơi. Em Chi đang viết bài nè. Chị viết gần xong chưa? Ừ? Chị ngồi chị viết bài mà chị chống chống đầu gì vậy trời, ngồi ngay lại các con.
Bài xong chưa con? Em hiếp. Đâu để mày coi. I got lots of ticks. Ôi, cái gì vậy? Viết xong rồi làm gì tích 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 lên chi vậy? Because I done it right. Trời ơi, nó quạch, nó phá nè trời. Cái này là viết đúng đó hả? Cái dấu tích này là viết đúng rồi đó, tích lên đó hả? Trời ơi. Đó, chịu nổi không? Này ba chị mua mấy cái ly để uống rượu nè, cô chú anh chị. Cái ly này là để uống rượu vang đỏ nè. Cái ly này là uống champagne thôi mọi người. Nhưng mà bây giờ Kim chưa có làm xong nữa. Để ngày mai Kim sẽ rửa, rửa rồi lau. Lau mà sao mà cho nó bóng lưỡng bóng loáng này nè, mà nó không còn một cái miếng vằn, miếng bụi nào dính trên cái ly. Cái ly này là làm phải làm cho sạch sẽ, nó không thấy quằn quại nữa mọi người. Nó ngày mai Kim sẽ làm, bây giờ thì quá mệt rồi. Chi nè, chi mệt chưa? Đây cái nhà bếp của Kim, Kim Kim làm nguyên ngày nay. Nhưng mà vẫn chưa xong hết nữa. Đây là hai cái rổ này ha, Kim để cái này là đựng bánh mì nè, cái kia là đựng bánh. Trong đây là những cái hộp đồ ăn nữa nè. Đây Kim đã rửa ha, để đó cho nó khô. Tại vì nó cũng khô rồi đó, Kim để cái mở cửa sổ cái gió nó vô nó cũng khô, cũng rửa sơ sơ rồi đó. Cái tủ này hả cô chú anh chị, đựng khăn nè, đựng đồ. Ở trên kia thì Kim sẽ đựng thêm đồ ăn Việt Nam nữa. Đồ ăn Việt Nam hôm bữa đem từ Việt Nam qua vẫn còn trong cái vali, không chưa có lấy ra tại vì nhà sửa đó. Nó chủ yếu là những cái đồ niêm, bún mì này nọ thôi, đùm niêm gia vị thôi chứ đồ khô á cô chú anh chị. Đó. Giờ mở tủ ra nó thơm những cái mùi này nè, cái mùi của cái cây khô, cỏ khô á. Cái hộp này là Kim đựng mấy cái đồ quay phim của Kim. Rồi đi ngủ chưa à? Đây ông bà cô chú, mỗi ngày thấy Kim quay phim ở trên bếp là Kim dùng cái này nè ha. Cái này để đây, rinh tới rinh lui. Dưới đây có một cái lớp cái miếng giống như cái miếng cao su của chú anh chị, sẽ không bị sợ bị trầy. Mà nó rất là nặng luôn, cái miếng này phải là mấy ký, 2 ký. 2 ký ha, nó không có sợ rớt. Và cái cây này của Kim nè, Kim có thể xoay 360 độ, xoay lên xoay xuống, cái điện thoại Kim xoay qua xoay lại. Và cái này có thể bẻ lên bẻ xuống luôn nè, bẻ lên bẻ xuống bẻ qua bên đây cũng được. Kim chỉ cần để một chỗ thôi và Kim quay cái này quay lại như vậy nè, nó rất là tiện luôn. Cái này hôm bữa khi mà sửa nhà bếp á là Kim mới mua cái cây này để Kim dùng cho cái nhà bếp mới của Kim nè. Cái cây này là 40 bảng Anh ha mọi người, 1,2 triệu cái cây này nè. Nó từ lúc mà Kim làm YouTube đó, Kim có nhiều đồ lắm, còn nhiều đồ trong cái thùng nữa. Bữa nào Kim rảnh thì Kim sẽ review cho mọi người xem. Cái tiền mà Kim lãnh từ YouTube á là chưa có đủ cái tiền mà Kim mua đồ nghề luôn. Kim rất là bị cuồng luôn. Đây, cái này là có một cái camera nữa nè. Camera, mua camera xong mình phải mua thẻ nhớ. Này camera Canon hả cô chú anh chị? Mua thẻ nhớ rồi mua pin, mua thêm pin nữa. Mua thêm cái cây này nữa nè. Cái cây này cũng gần 5 triệu đó. Hơn 5 triệu chứ. Hơn 5 triệu, cái cây này để camera này không là hơn 5 triệu nè. Với camera nữa. Rồi mua thêm pin, Kim đang sạc pin thêm. Nó. Rồi còn những cái camera khác nữa, bữa nào Kim sẽ review cho mọi người xem. Rất là tốn tiền luôn, cái tiền Kim làm YouTube vẫn chưa có đủ. Vẫn chưa lãnh mà tiền làm YouTube vẫn chưa có đủ cái đầu ngày nữa. Rồi lắc lên lầu chị ơi. Đi ngủ con à. Ông chi kìa.